Xin chào tất cả anh em, mình là Irene đến từ Coi 68 TV. Và chào mừng anh em đến với số đầu tiên của series tuần qua có gì trong năm mới, năm con rồng này. Anh em hãy cùng xem là có những tin tức nào đáng chú ý trong tuần vừa rồi nhé. Tin tức đầu tiên là quỹ Founders Fund đầu tư 200 triệu đô USD vào Bitcoin và Ethereum. Theo tờ báo Reuters thì quỹ đầu tư Founders Fund nổi tiếng của tỷ phú người Mỹ là Peter Thiel đã đánh dấu việc trở lại thị trường tiền mã hóa với việc chi ra tới 200 triệu đô la Mỹ để mua Bitcoin và Ethereum. Founders Fund thì là quỹ đầu tư nổi tiếng của Silicon Valley đã từng đóng góp vốn lớn và ươm mầm cho những công ty cực kỳ lớn ngày nay như là SpaceX, Airbnb, Facebook hay là Spotify. Khối lượng tài sản do quỹ quản lý thì tính đến năm 2023 đã đạt mức tới 12 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 4 năm 2023 thì Founders Fund đã bổ nhiệm cựu giám đốc đầu tư là Joel Crutch của Pantera Capital để làm quản lý chịu trách nhiệm đầu tư mảng crypto, tín hiệu cho thấy một sự cởi mở trở lại đối với tiền mã hóa. Theo nguồn tin của Reuters khẳng định thì khoản đầu tư vào Bitcoin và Ethereum đã được thực hiện vào cuối mùa hè, đầu mùa thu năm 2023, thời điểm mà thị trường crypto vẫn đang trong giai đoạn đi ngang trước khi bùng nổ vào các tháng cuối năm nhờ vào động lực đến từ ETF Bitcoin Spot. Dù mức giá đầu tư Bitcoin không được tiết lộ, thế nhưng theo nguồn tin cho biết thì quỹ đã tiến hành mua vào dưới 30.000 đô và tiếp tục gia tăng vị thế trong những tháng sau đó. Founders Fund thì là một trong những quỹ đầu tư Silicon Valley biết đến Bitcoin từ sớm, phân bổ vốn vào đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới từ năm 2014. Khi mà thị trường crypto đổ sụp vì nhiều cuộc khủng hoảng trong năm 2022 thì Founders Fund đã tuyên bố thoát vị thế thành công với lợi nhuận lên đến 1,8 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tổ chức lớn trong giai đoạn cuối năm 2023, đầu năm 2024 đã tích cực gia tăng lượng Bitcoin nắm giữ để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng kế tiếp. Nổi bật trong đó là MicroStrategy đang sở hữu tới 190.000 Bitcoin và Tether thì đang sở hữu tới 66.500 Bitcoin. Tin tức tiếp theo cũng là một tin tức cực kỳ đáng chú ý đối với thị trường crypto khi mà các ETF Bitcoin mua vào tới 631 triệu đô trong cùng một ngày và Bitcoin đã vượt mốc 51.500 đô. Theo số liệu mới được tổng hợp từ BitMEX Research vào chiều ngày 13 tháng 2 thì các quỹ ETF Bitcoin Spot đã có phiên giao dịch ngày 13 tháng 2 theo giờ Mỹ vô cùng thành công với khối lượng tiền đổ vào lên tới 631 triệu đô. Đây thì cũng là ngày có inflow cao thứ hai kể từ khi mà ETF Bitcoin được SEC phê duyệt vào hồi giữa tháng 1, chỉ xếp sau ngày giao dịch đầu tiên vào hôm 11 tháng 1 với lượng tiền đạt tới 651 triệu đô. Trong đó thì chiếm tỷ lệ áp đảo là quỹ iBit của BlackRock với hơn 493 triệu đô đổ vào, cao gấp 3 lần quỹ thứ hai là SBTC của Fidelity. Quỹ GBTC của Grayscale thì cũng ghi nhận dòng vốn chảy ra chỉ khoảng 72 triệu đô, thấp hơn khá nhiều lần những ngày giao dịch đầu tiên. Ngay sau khi số liệu về inflow của quỹ ETF Bitcoin trong ngày giao dịch ngày 13 tháng 2 được đăng tải thì giá của Bitcoin đã bất ngờ tăng vọt từ 49.800 lên tận 51.580, thậm chí đã có lúc lên 52.000 đô, mức đỉnh mới của năm 2024 và cũng là cao nhất kể từ tháng 12 năm 2021 đến nay. Nhờ vào biến động trên thì vốn hóa thị trường của đồng tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới thì cũng đã vượt trên mốc 1.000 tỷ đô, trong khi chỉ số Bitcoin Dom thì đạt mốc là 54.1%. Các altcoin lớn trên thị trường thì cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 2-6% theo chiều đi lên của Bitcoin. Nổi bật có Ethereum khi mà thiết lập đỉnh mới ở mức là 2.746 đô, ngưỡng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Còn về lượng thanh lý trong 4 giờ gần nhất, tính trong ngày 13 và ngày 14 tháng 2 thì đạt khoảng 80 triệu đô với tỷ lệ lệnh short lên đến hơn 97%. Tin tức tiếp theo là CEO Starkware đáp trả những chỉ trích xoay quanh đợt airdrop khá tai tiếng của Starknet. Bất chấp nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng tiền mã hóa thì Starkware vẫn giữ nguyên kế hoạch phân bổ token STRK của Starknet. Nếu như anh em tham gia cộng đồng tiền mã hóa đã lâu và cũng như tham gia vào các đợt cày airdrop thì cũng hẳn đã biết là vào ngày 14 tháng 2 thì giải pháp Layer 2 của Ethereum là Starknet đã công bố chi tiết sự kiện airdrop 700 triệu token STRK cho những người dùng sớm và thành viên đã đóng góp trong quá trình phát triển của dự án. Thời điểm airdrop là vào ngày 20 tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, nhiều người dùng crypto sau khi biết mình không đáp ứng đủ các điều kiện nhận airdrop của dự án thì đã quay lại chỉ trích Starknet
vì đã đặt tiêu chuẩn quá cao cũng như là ưu ái quá mức cho bộ phận lập trình viên thay vì những người sử dụng sớm đã tiêu tốn hàng trăm cho đến hàng ngàn đô la Mỹ nhưng lại không nhận được gì, trong khi các nhà phát triển thì chỉ cần có những đóng góp nhỏ như là sửa lỗi chính tả thì cũng nhận được airdrop. Mâu thuẫn thì ngày càng tăng cao khi mà có người chỉ ra lịch mở khóa token của STRK. Theo đó thì vào tháng 4 năm 2024, tức là chỉ 2 tháng sau thời điểm airdrop, thì Stockness sẽ giải phóng đến 13% tổng cung token cho đội ngũ phát triển và các nhà đầu tư, đồng nghĩa với việc là lượng cung token lưu hành khi ấy sẽ tăng gấp 3 lần. Tính theo giá trị giao dịch sớm hiện tại của STRK thì số lượng token trên sẽ có giá trị lên tới là 2,15 tỷ đô. Việc mở khóa token quá sớm đã khiến cho không ít người lo ngại sẽ có một áp lực bán ra vô cùng lớn cho token này. Thông thường thì phần token của dự án và nhà đầu tư sẽ bị khóa trong vòng 1 năm kể từ thời điểm phát hành token TGE nhằm làm giảm lực bán ra cũng như là khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của dự án. Tuy nhiên, trong trường hợp của Stockness thì dự án lại chọn thời điểm TGE vào tháng 11 năm 2022 khi mà hợp đồng thông minh của Stock được triển khai. Đến tháng 11 năm 2023 thì Stockness thông báo rời thời điểm mở khóa token cho các nhà đầu tư và đội ngũ sang tháng 4 năm 2024 vì khi ấy thì token vẫn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên thì cộng đồng tiền mã hóa lại cảm thấy là bị lừa gạt vì cách tính TGE của Stockness, cho rằng dự án đã không minh bạch và không hề rõ ràng. Thông qua việc chọn thời điểm TGE từ rất lâu về trước thì Stockness về bản chất đã rút ngắn thời điểm chờ đợi mở khóa token, dẫn tới việc là nhà đầu tư và dự án thì có thể nhận tiền chỉ sau 2 tháng khi mà sự kiện airdrop xảy ra. Giữa căng thẳng trên thì nhiều người đã đào mộ lại tuyên bố đưa ra trước đó của một nhà phát triển Stockness, tuyên bố rằng dự án không nợ người dùng bất kỳ điều gì mà phải liên tục đòi hỏi airdrop, đồng thời gọi họ là những kẻ ăn xin. Vị giám đốc sau đó thì đã phải đăng bài xin lỗi cộng đồng về những phát ngôn bốc đồng của mình. Một người dùng khác thì chỉ ra việc Stockware đã huy động vốn lên đến 225 triệu đô ở định giá 8 tỷ đô trong quá khứ, vậy mà vẫn cần đẩy lịch mở khóa cho đội ngũ phát triển lên. CEO Stockware sau đó đã đưa ra lời giải thích với cộng đồng, trả lời phỏng vấn của Decrypt, CEO Ellie Benson của Stockware, đơn vị phát triển Stockness thì đã thừa nhận rằng cơ chế phân bổ stock thì không giống với các dự án thường gặp trong ngành tiền mã hóa. Mặc dù vậy thì vị CEO từ chối thay đổi kế hoạch phân bổ để xoa dịu cộng đồng. Ông nói như sau: lịch mở khóa cho đội ngũ phát triển và các nhà đầu tư là một khía cạnh chúng tôi đã tuân theo tiêu chuẩn thường gặp. Thế nhưng ở Stockness thì cách chúng tôi xây dựng khác với các dự án khác, vì vậy cho nên là đánh giá mọi thứ dưới một góc độ khác. Ông Benson thì cho biết là việc có thời gian khóa dài thì được thiết kế để gia tăng độ tín nhiệm vào đơn vị phát triển đứng sau airdrop. Thế nhưng vẫn còn những yếu tố khác đại diện cho sự tin tưởng ấy, và vị CEO của Stockware tự tin rằng những gì Stockness đã và đang làm trong quá khứ đã khẳng định được những độ nghiêm túc cũng như là những gì mà dự án có thể đạt được trong dài hạn. Ông cũng nói thêm như sau: hãy đề cập trực tiếp tới vấn đề nổi cộng nhất lúc này, điều mà người ta lo ngại rằng liệu các nhà phát triển của Stockware và Stockness có tiếp tục đồng hành cùng dự án và xây dựng nó một cách toàn tâm toàn ý trong vòng 3 tháng hay là 1 năm tới hay không. Hãy để tôi đưa ra tuyên bố chính thức này với tư cách là CEO của Stockware, rằng mục tiêu duy nhất của đội ngũ 150 người của Stockware trong thời điểm tới chỉ là tiếp tục mở rộng Stockness mà thôi. Vị CEO thì còn đưa ra ví dụ về bản thân ông đã từ chức vị trí giáo sư tại một đại học nổi tiếng ở Israel để làm cho Stockware mà không có ý định trở lại với công việc cũ. Về kịch bản nhà đầu tư và Stockware sẽ bán ra token ngay khi được mở khóa thì ông Ellie Benson cho rằng sớm muộn gì thì điều ấy cũng sẽ xảy ra. Stockness thì đã đi đến quyết định rút ngắn thời gian mở khóa token vì cho rằng nhà đầu tư thì xứng đáng được tưởng thưởng về những hỗ trợ dự án ngay từ những ngày đầu, cũng như là không đặt nặng rủi ro về việc là đội ngũ dự án sẽ tận dụng cơ chế phân bổ token để tư lợi. Ông kết lời như sau: không nên chỉ hoãn việc mở khóa token một cách không cần thiết khi mà chúng tôi tự tin rằng sẽ tiếp tục gắn bó cực kỳ lâu dài cùng với Stockness. Và tin tức cuối cùng trong số điểm tin ngày hôm nay chính là về token Fcoin chốt sổ xây dựng Layer 2 Fchain bằng Arbitrum Orbit. Thị trường tiền mã hóa thì đang tăng nóng vào thời điểm vàng để các dự án ra mắt cập nhật, phát triển sản phẩm mới. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2024 thì Fcoin DAO đã thông báo quyết định xây dựng Layer 2 Chain của mình bằng bộ công cụ là Arbitrum Orbit. Từ một bộ sưu tập NFT Blue Chip là Bored Ape Yacht Club hay là Basie thì Fcoin đã chuyển mình thành một hệ sinh thái Metaverse đầu ngành. Sau khi ra mắt token F thì cộng đồng dự án đã luôn mong muốn xây dựng được một blockchain của riêng mình, thể hiện qua việc bỏ phiếu về sự tồn tại của dự án ở trên Ethereum. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc thảo luận thì đề xuất phát triển một Layer 2 Chain có vẻ là khả thi và nhiều tiềm năng hơn cả là việc bỏ nhà Ethereum để xây một chain độc lập. Đến nay thì cộng đồng lại tiếp
tiếp tục đau đầu để lựa chọn nên dùng bộ công cụ Layer 2 của bên nào giữa nhiều lựa chọn như là OpenStack, Arbitrum Orbit hay là Polygon CDK. Về phía ngược lại thì các dự án cũng đang thay nhau chào mời cộng đồng Apecoin DAO sử dụng bộ công cụ và tham gia vào hệ sinh thái của mình. Tích cực nhất là phải kể đến Polygon Labs khi mà chính đồng sáng lập là Sandeep Nawa vào hồi tháng 10 năm 2023 đã đề xuất hợp tác giữa hai bên. Tuy vậy thì đến cuối cùng, Apechain thì đã chốt sổ phát triển bằng Arbitrum Orbit, đồng nghĩa với việc là dự án Metaverse này sẽ trở thành một thành viên của hệ sinh thái Arbitrum. Thông báo thì được Opchain Labs, đơn vị phát triển Arbitrum, chia sẻ ở trên X. Chúc mừng cộng đồng Apecoin DAO đã quyết định xây dựng Apechain dựa trên bộ công cụ của Arbitrum. Token App thì sẽ đóng vai trò thanh toán phí gas lẫn token quản trị cho Apechain. Khả năng tùy chỉnh của Arbitrum Orbit sẽ càng tăng cường sức mạnh cho Apecoin DAO. Token App thì không quá biến động trong vòng 24 giờ vừa qua, hiện đang dao động quanh mốc là 1,56 đô. Trong khi đó thì token Arbitrum thì ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 4-5% trong vòng 24 giờ và hiện thì đang giao dịch ở mốc là 2,1 đô la Mỹ. Vậy là Irene đã cùng anh em điểm qua những tin tức crypto và đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em nghĩ sao về những thông tin trên và anh em có cho rằng đây là những tin tức tích cực để ủng hộ cho một year of long của năm 2024 trong cộng đồng tiền mã hóa hay không? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em còn quan tâm những thông tin gì khác hay là đang quan tâm đến bất kỳ dự án nào thì hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận để Irene có thể review cho anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở những số tiếp theo của series tuần qua có gì, Irene hy vọng là có thể đem đến cho anh em những tin tức tích cực hơn nữa. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!